Cho em hỏi là sau khi xem xong cái tiểu phẩm vừa rồi, nếu như mà chồng chị một ngày nọ tự nhiên đem về tặng chị những cái món đồ là đồ gia dụng thì chị sẽ phản ứng như nào? Không, tại vì là người làm việc nhà trong nhà nhiều hơn chắc là ông xã. Cho nên nếu như mà người tặng thì chắc là chị tặng ông xã, thì ông xã hút bụi rồi các thứ cho nó sạch. Thế em đã bao giờ tặng chưa? Những món đồ đấy thì em nghĩ là những món đồ thiết yếu, cho nên là tặng mình nó tự không mua rồi lãng mạn. Vâng. Thế em tặng gì nước tăng lực à? Thế em tặng gì nước tăng lực à? Uống đi cho khỏe. Thật ra nhưng mà sorry, bởi vì ở đây mình phải hiểu rằng là phụ nữ đã bị đặt vào một cái vị trí rất là khó từ ban đầu rồi, và nhiều phụ nữ cảm thấy như là mình bị áp đặt vào một cái xu thế mà mình không thích. Có rất là nhiều người phụ nữ không thích rửa bát, không thích rửa chén, nhưng mà bởi vì lời của tất cả những người xung quanh sẽ nói thì họ buộc phải làm. Mà điều đấy mình nên, nó giống như đàn ông tự đặt mình vào cái vị trí của phụ nữ đi. Ví dụ mình là một người không kiếm tiền giỏi, và phụ nữ của mình kiếm được tiền giỏi hơn, và phụ nữ của mình bắt mình ngày nào cũng phải rửa bát rồi lau sạch sẽ nhà rồi nấu ăn. Có lẽ là mình làm việc đấy rồi, nhưng mà nếu mà mình không thích làm thì mình cũng rất là áp lực, và cái chuyện hôn nhân hay là tình yêu nó sẽ không còn tươi đẹp nữa. Nhưng mà đâu phải luôn luôn là bị bắt đâu. Việc nhà mặc định là việc của người phụ nữ. Đồng ý hay không đồng ý? 1, 2, 3. Thực ra là hôm nay thấy thương Salim thật. Tại vì là chứng tỏ là đàn ông ở nước của Salim có vẻ áp lực rất cao luôn. Rất cao, kinh khủng. Nhưng nhá, để anh nói như này, thực ra ông bà chúng ta, anh em mình là đều chung một ông bà hết. Ông bà chúng ta ngày xưa là đều săn bắt và hái lượm. Thì có thể vô tình cái công việc ấy, nó đã khiến cho về sau nó tạo ra thành những cái phân chia. Đấy, CJ yêu tất cả các khách mời của chương trình, em không phải ngoại lệ đâu. Cả à, có một này. Người em đã từng công yêu. Anh hả? Đấy, CJ yêu tất cả các khách mời của chương trình. Mà em cực kỳ thương mã của em. Mã của em là người Huệ, rất đáng yêu. Và mỗi lần em cần bất kỳ gì, mã là cái người sẵn sàng giúp đỡ em. Đó là cái lý do chính tại sao em có tình thương cho Việt Nam. Em, các anh cãi nhau em sợ đúng không? Để anh đánh các anh ấy nhé. Không phải. Xin lỗi mọi người. Em hay dễ bị khóc lắm nên là... Không sao. Em không biết em có nên chia sẻ thật hay không. Tại vì là em sợ bị đánh giá. Hay là chính mình. Tại vì có những lúc mà em rất là mơ ước là mẹ em có thể biết được một cái sở thích của em là cái gì. Mẹ em không biết là em thích ăn món gì, mẹ không biết là em thích đọc sách gì, mẹ không biết là bạn trai em tên là gì. Mẹ không bao giờ biết vì mẹ không bao giờ quan tâm để hỏi em. Nên là sẽ có những lúc mà em cảm thấy rất là thiếu thốn tình cảm từ gia đình, cả từ bố em luôn. Anh thấy sao? Anh cướp quyền đạo diễn, anh bảo thằng này. Ông chưa có là... gia đình, ông chưa có con. Con nó cực kỳ tốn tiền. Đúng rồi. Nuôi con đâu cực ấy. Kỳ tốn tiền. Anh nói với Salim, Salim mà không có... Anh em rồi. Riêng cái việc... Anh em rồi. Riêng cái việc mua bỉ, mua sữa rồi trang trí riêng nhẹ phòng nó. Rồi là làm cái giường. Anh... Cứ mỗi một tháng, cứ mỗi hai tháng là phải đổi hết quần áo của nó. Bởi vì nó lớn lên rất là nhanh. Bởi vì anh không biết về em. Nuôi con cực kỳ tốn kém. Còn trong trường hợp mà cả hai bố mẹ đi làm thì... gọi là cái nặng về việc kiếm tiền nó sẽ bớt đi ở đàn ông. Đàn ông sẽ không phải quá lo lắng nó nhiều. Chia sẻ. Mình cùng chia sẻ tất cả mọi thứ, đó là hôn nhân. Tất cả mọi thứ đều phải là chia sẻ. Kể cả là nuôi con, kể cả là nấu nướng, kể cả là chăm sóc cho con, kể cả là kiếm tiền. Tất cả mọi thứ đều phải do cả hai bên. Về mặt cơ bản ra thì mình đồng ý với cả bạn, cái của bạn là cái tiếp theo là khi mà ấy thì mình sẽ phải cân bằng cuộc sống như thế nào, kiếm tiền bao nhiêu cho là đủ, triệu phú không chính đủ xác. Tiền mà đây là không phải là mua được thời gian, không thể nào mua cân được bằng hạnh phúc. Tất cả mọi thứ đây là cái câu mà em đã nhân muốn. Anh phát hiện ra một điều này là cái việc của Salim là nhà phân tích truyền thông nên cậu ấy tiếp cận với rất nhiều nguồn thông tin khác nhau. Đúng rồi. Và có rất nhiều những cái thông tin nó gây áp lực cho chính bản thân cậu. Đúng rồi, đúng rồi. Từ việc của xã hội, chính em có khi cũng phải cân bằng một chút với lại giữa những cái thông tin trái chiều và những thông tin cũng thực ra cũng có rất nhiều thông tin hay. Anh chỉ để ý là ngồi giữa hai em rất là hay tranh cãi thì có một cô gái cũng đang trông có vẻ rất nhiều tâm trạng từ nãy giờ, uống hết cả cốc nước.
Tôn xem gấp ra tùy tục lúc 20:30 thứ 6 hàng tuần trên VTV3.